Rồi, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang quay một cái cây thông rất là lớn nha các bạn. Rất lớn và rất đẹp. Tôi nói là lớn nhất ở Cộng hòa Séc các bạn. Mình không thể nào mình zoom cái camera cho coi hết được. Đưa lên tầng trần cho các bạn coi. Lớn lắm. Đó, các bạn xem đến bên một vòng nha. Đông người lắm, hôm nay đông lắm các bạn. Mà thời tiết rất là lạnh mà lại tuyết rơi, các bạn thấy cái thân cái thông không? Mà các bạn coi này, trên cái thông này không phải là người ta dán trắng đâu mà tuyết rơi trắng đó các bạn. Các bạn nhìn đó, rất đông mọi người, người ta tới đây người ta chụp hình cũng tự sướng các bạn. Mà thấy bên kia không? Chút mình sẽ chắc phải lên cái nhà để mình chụp cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn một lần nữa. Còn kia cũng như các nước châu Âu đó các bạn, ở đâu cũng có nhà thờ. Bên cạnh nhà thờ đây, mình đi vòng vòng cho các bạn coi. Rất lạnh nha các bạn, hôm nay còn lạnh lạnh lắm luôn đó, các bạn thấy không? Bây giờ tuyết nó đang tan, khi mà nó tan tuyết mới lạnh, chứ mà lúc mà tuyết nó rơi là không lạnh. Chút mình cho nó tối tối mình quay cái thông lại lần nữa cho các bạn xem nha. Đấy, các bạn nhìn đi, bên cạnh cây thông á, người ta cũng bán đồ ăn á các bạn. Thịt nướng các bạn. Đó, người ta cắt. Đấy, có chú nào mua một miếng rồi đấy. Rồi, miếng nữa. À, chú đã muốn ăn miếng da trái. Là thấy ngon. Cho gần lại các bạn thấy nha. Các bạn nhìn người ta xếp hàng mua nè. Đó, đông lắm. Đây các bạn nhìn tuyết nè, nó mà dân nè, ngày lễ mà vậy đó các bạn, người ta đâu có ở nhà đâu, người ta ra ngoài hết. Xung quanh xe ngựa, ta chuẩn bị để đón khách ấy, trong tuyết. Rồi, ngừng đây. Đấy.
Bây giờ mình đang lên cao, mình quay xuống nha các bạn. Bên dưới rất là đông. Mọi người các bạn nhìn thấy xe ngựa. Bên kia là quán. Tiếp theo là nhà thờ. Đây một nhà thờ nha. Đấy, đây là hai nhà thờ. Đấy, qua đây đứng cao bạn thấy cái cây thông không? Ở đây một cái nhà thờ nữa nè bạn, đấy. Nhưng mà quá đông mình không chen mình quay được. Đấy, mình phải quay xuống, mình đứng giơ tay cao lên. Nhiều người quá. Đông quá nên mình phải nói nhỏ các bạn. Người ta bên cạnh ta nghe. Chắc đã không hiểu đâu nhưng mà thôi cứ nói nhỏ đi. Rồi mình quay tiếp tóm tắt từ xa nha các bạn. Trong khi mình chờ đợi cái quảng trường này đó, cái con gà nó chui ra, đúng giờ nó chui ra khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Mình quay cho các bạn xem cái chỗ này. Khu này khách sạn. Còn cái khu này là cái đường hẻm. Trong đây cũng quán xá nha các bạn. Đấy, mình chờ đợi. Mình sẽ chờ đợi. Còn thấy không? Cái cây thông đằng kia kìa. Đấy, nó rất là xa. Nhỏ đông quá, hôm nay nó đông lắm. Nó đông cũng không bằng mỗi năm. Tại mỗi năm còn có cái chợ, mấy cái lều bán chợ ở đây. Đấy. Rồi mình ngưng đây, mình ra mình quay con gà trong cái đấy, đúng giờ nó mang con gà nó chui ra nó gái nha các bạn. Rồi bây giờ mình đang đứng chờ để con gà nó, các bạn có nhìn thấy con gà không? Chút đúng giờ là nó chui ra nó gái. Hiện tại bây giờ các bạn nhìn cái đồng hồ đấy, còn bên trên nè. Đấy, cái này nó đông lắm các bạn. Mình không muốn quay xuống cho các bạn xem bên dưới người xếp hàng. Đông lắm. Để người ta chụp cái khoảng khách này các bạn. Đấy, các bạn nhìn nha. Mình chuẩn bị mình zoom lại cho các bạn xem cho nó gần. Các bạn chú ý nha. Hình như còn một phút nữa. Gần quá. Rồi các bạn nhìn người dân nè, người dân nè. Ô rồi nó ra rồi là các bạn thấy không? Đây đây đây, những cái hình người nó chạy đó bạn. Mình để ý kỹ. Đấy, có cái những cái hình người nó chạy vòng 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 á, có thể xa quá. Đó những tiếng chuông của gà đấy. Đấy, người ta vẫn rồi đóng cửa lại, các bạn thấy không? Đấy rồi, nhà thờ nó đông.
Đấy, tiếng chuông nhà thờ. Người dân người ta tản đi là ta chủ yếu là đứng coi con gà, nên mà đây có nghĩa gọi là quảng trường con gà nha các bạn. Đấy, vẫn còn chuông kêu đó các bạn thấy không? Rồi lạnh quá, hôm nay tạm thời như vậy nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới an lành. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.